Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã đến chỉ đạo và kiểm tra diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có bắn đạn thật năm 2024 của trường Sĩ quan Lục quân 2. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng. Trong các giai đoạn của diễn tập, đội ngũ cán bộ của nhà trường trên các cương vị đã nắm vững chức trách nhiệm vụ. Các khung tập đã xử trí đúng nguyên tắc, linh hoạt và hiệu quả các tình huống được ban chỉ đạo đề ra. Trực tiếp kiểm tra và đề ra các tình huống cho từng khung tập, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chỉ đạo ban chỉ đạo diễn tập cần đề ra các tình huống sát với thực tế địa bàn tác chiến, hình thái diễn tập, bảo đảm khung tập vận dụng đúng, chính xác nguyên tắc tác chiến, chiến đấu. Đối với các đồng chí cán bộ trong từng khung tập, tập trung vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức, cụ thể hóa vào các giai đoạn chiến đấu, vận hành có hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị vào từng giai đoạn. Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, trường Sĩ quan Lục quân 2 đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong chuẩn bị và tổ chức các giai đoạn của cuộc diễn tập, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn. Nhà trường tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra, của ban chỉ đạo và cơ quan chức năng để từ đó tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các bài tập sát với điều kiện chiến đấu cụ thể, vận dụng linh hoạt nguyên tắc lý luận, kỹ thuật, chiến thuật sát với thực tế địa bàn, đối tượng tác chiến, nhất là trong điều kiện địch sử dụng công nghệ cao. Các học viện, nhà trường quân đội, từ kinh nghiệm diễn tập của trường Sĩ quan Lục quân 2, sẽ tiếp tục nghiên cứu để lĩnh hội sâu sắc hơn nữa, kiến thức thực tế, vận dụng vào quá trình giảng dạy, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Cuộc diễn tập của trường Sĩ quan Lục quân 2 nhằm sát hạch toàn diện đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục khi điều hành chỉ huy, vận dụng các hình thức chiến thuật, tổ chức sử dụng lực lượng, phương pháp công tác tham mưu tác chiến phù hợp với loại hình sư đoàn, trung đoàn bộ binh được biên chế hỏa lực mạnh, tiến công địch cơ động, cụ thể hóa phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.